Từ Vi Trắng mến chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các khán thính giả thân thiết đã quay trở lại cùng kênh của chúng tôi trong video hôm nay. Hân hạnh được đồng hành cùng quý vị. Kính chúc anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Thưa quý vị, mỗi người phụ nữ tin rằng thường có vận mệnh và phúc phận khác nhau. Thế mới có những tiểu thư quyền quý tài cát, cũng có những cô gái số phận long đong kém may mắn. Tuy nhiên, nếu như nhìn vào 4 đặc điểm sau đây thì bạn sẽ nhận ra rằng dù bạn có xuất thân ra sao thì phúc dày hay mỏng đều nằm ở cách bạn sống như thế nào. Vận mệnh của một người phụ nữ có may mắn hay không? Thực chất, tự họ hiểu rõ hơn ai hết. Đàn bà phúc dày hay mỏng, nhìn vào 4 điểm này là biết. Một người phụ nữ có số may mắn hay không, chỉ cần quan sát một vài đặc điểm đơn giản dưới đây sẽ thấy rõ. 1. Hiếu thuận với cha mẹ. Người phụ nữ may mắn, phúc dày, mệnh lớn thường hiếu thuận với cha mẹ. Họ biết phụng dưỡng những người đã sinh ra mình, biết ơn vì những điều cha mẹ ban cho. Kiểu người này biết trân trọng, yêu thương bản thân. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ được quý nhân phù trợ, không bao giờ lâm vào tình cảnh thiếu thốn. Vì biết yêu thương và nhớ đến đấng sinh thành, nên vận trình lúc nào cũng thuận lợi. 2. Sống đơn giản, biết hài lòng với những gì mình đang có. Người phụ nữ hạnh phúc nhất khi sống suy nghĩ đơn giản và biết hài lòng với cuộc sống của mình. Cuộc đời này không phải ai cũng hài lòng với những gì bản thân đang có. Nhiều người luôn mơ mộng về những điều xa vời. Có người luôn mơ ước bản thân sẽ làm ông này, bà kia. Họ không bao giờ hài lòng với hiện tại mà chỉ chạy theo ánh hào quang. Kiểu người này thường không có hạnh phúc vì họ luôn ám ảnh về địa vị, về tiền tài. Còn người sống đơn giản sẽ hạnh phúc vì họ biết trân trọng những gì bản thân đang có. 3. Có lòng biết ơn. Người phụ nữ phúc dày mệnh lớn thường biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Họ biết trả ơn những người đã đưa tay cứu vớt cuộc đời mình khi khó khăn. Kiểu người này thường sẽ có nhiều phúc lộc vì biết trước biết sau nên được trời Phật phù hộ cho cuộc sống giàu sang. 4. Tâm tính thiện lành, không có ý định hại ai. Người phụ nữ hiền lành, tâm lương thiện, không hại ai bao giờ, có vận trình thuận lợi. Họ không bao giờ sân si hay tìm cách hãm hại người khác. Vì thường xuyên giúp đỡ người khó khăn, đi chùa hành thiện tích đức, nên cuộc sống của họ lúc nào cũng có được những điều mà mình mong muốn. Vâng. Có bao giờ bạn thắc mắc có những người phụ nữ sung sướng hạnh phúc thế, lại có những người có số phận chuyên chuyên thế? Số phận mỗi người có thể khác nhau. Song với người phụ nữ thông minh, họ sẽ không đánh cược cả cuộc đời mình vào hôn nhân bao giờ. Họ luôn biết rõ mình muốn gì, vì thế họ chủ động trong hôn nhân. Và quan trọng hơn hết là họ nắm được 8 bí quyết giúp mình luôn giữ được sự thu hút nhất định trong hôn nhân, nêm đếm gia vị vừa phải cho tình yêu để đối phương hài lòng và tôn trọng mình. Từ đó mà có được một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Hãy cùng tìm hiểu 8 bí quyết ấy trong video ngày hôm nay các bạn nhé. 8 bí quyết giúp gia đình hạnh phúc, hôn nhân tốt đẹp. Đàn bà càng thông minh, càng nên biết sớm. Người đời thường nói rằng, người có hạnh phúc đều có những nét giống nhau. Nhưng người không hạnh phúc thì mỗi người lại có một nỗi bất hạnh riêng. Vậy người phụ nữ cần phải làm gì để duy trì quan hệ hôn nhân tốt đẹp, gia đình hạnh phúc? Có nhiều phụ nữ sau khi kết hôn đã rơi vào tình trạng kết hôn rồi thì cuộc sống gia đình không có còn tụ tập bạn bè trang lứa ở các nhóm riêng của mình. Cuộc sống xoay quanh chồng, không có không gian cá nhân, ngày ngày đợi chồng về ăn cơm, ngày ngày theo dõi điện thoại của chồng, thậm chí là theo dõi chồng.
Quan hệ hôn nhân là quan hệ thân mật nhất, cũng là quan hệ nương tựa lẫn nhau lâu dài nhất trên đời. Mức độ thân mật vợ chồng cũng không ai có thể bằng được. Về hình thức là hợp nhất hai thành một, về tâm hồn thì có thể cùng nhau sống chết. Tuy nhiên, quan hệ hôn nhân cũng là quan hệ lỏng lẻo nhất, không đảm bảo nhất của hai người không cùng huyết thống, sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau. Hoàn toàn là hai cá thể độc lập, chỉ dựa vào tình yêu sống với nhau, bầu bạn sớm tối. Thế nên, va vấp là điều khó tránh khỏi. Để duy trì hạnh phúc hôn nhân thì những việc phụ nữ thông minh cần làm là phải có 8 bí quyết sau. 1. Việc xấu trong nhà chớ đem phơi ra ngoài. Hôn nhân khó tránh khỏi mâu thuẫn, cãi vã hoặc chồng có gì không hài lòng. Khi đó nhất định không được nói với người ngoài, phải giải quyết nội trong gia đình nhỏ của mình. Sự việc giữa vợ chồng vốn khó phân đúng sai. Nếu bạn than vãn với bạn bè, người thân của bạn, họ nhất định sẽ đứng ở lập trường của bạn để công kích chồng, càng khiến bạn thấy oan ức hơn và càng ghét chồng hơn. Quan hệ vợ chồng sẽ càng trở nên xấu đi. Thậm chí có người còn nghĩa khí đằng đằng đi tìm chồng bạn nói chuyện, khiến cho sự tình càng thêm phức tạp, có thể khiến vợ chồng đối với nhau như kẻ thù. 2. Việc nào khó nói, hãy viết thư cho chồng. Đôi khi biểu đạt bằng lời nói có lúc rất nông cạn, không hết ý. Nhất là khi vợ chồng cãi vã thì lời nói thiếu cân nhắc, càng nói càng căng thẳng, gây ra nhiều hiểu lầm. Chính vì thế, nếu chẳng may cãi nhau, khi nói không rõ ràng thì tốt nhất hãy im lặng, trầm tĩnh xuống viết thư cho chồng. Văn viết luôn biểu đạt khéo léo, mềm mại và chính xác. Cuộc chiến thường tan biến vào hư vô sau những bức thư như thế này. 3. Làm bạn với chồng. Giữa vợ chồng, dù cho bất kể là việc gì, nên có hứng thú cùng nhau làm. Bất kể chủ đề gì, nên cùng nhau trò chuyện, thì quan hệ vợ chồng mới bền vững. Cơ sở của bạn bè là cùng hứng thú, cùng chí hướng. Hãy thử tìm hiểu và thích những sở thích của chồng. Có thể cùng chồng đi xem phim, xem bóng đá, cũng có thể cùng chồng đi du ngoạn khắp núi sông. Nói chuyện cùng nhau bất kể chủ đề gì cũng còn hơn không trò chuyện rất nhiều. Nếu bạn không hứng thú với sở thích của chồng, chí ít cũng không nên phản đối, châm chọc chồng. Bạn có thể không hiểu mặt trăng, nhưng vẫn có thể ngửa mặt để ngắm mặt trăng được. Đúng không nào? 4. Khi đi cùng chồng ra ngoài, nhất định phải thật đẹp. Thông thường, đàn ông thích thể diện, khoác tay một mỹ nhân nhan sắc thơm tho, khiến họ cảm thấy hãnh diện hơn là mặc quần áo đẹp, đi xe sang. Cũng không nên trách họ hư vinh, bởi vì đàn ông yêu bằng mắt mà. 5. Về tinh thần và hành vi, giữ độc lập nhất định, thân mật mà có khoảng cách. Giữa vợ chồng cũng dễ mắc lỗi quá thân mật, yêu cầu lẫn nhau phải không có riêng tư, không có bí mật. Hễ chồng làm việc gì mà không kịp thời báo cáo thành thật thì cảm thấy mình bị lừa dối, thậm chí cảm thấy chồng thay lòng đổi dạ, nên oán hận, nghi kỵ rồi lớn tiếng cãi nhau. Vợ chồng từ thân mật không khoảng cách biến thành cách nhau một vòng trái đất. Cho chồng và mình một chút thời gian và không gian tự do. Chỉ cần trong lòng tin tưởng vào sự trung thành của nhau thì về hành vi cũng không ngại gì có chút co giãn. Chồng cần giao tiếp, thiết đãi công chuyện, cần hội tụ bạn bè, nên không phải lúc nào cũng theo dõi truy kích, khiến cả hai đều mất thể diện. Bản thân mình cùng bạn bè đi mua sắm, uống cà phê, xem phim, hưởng thụ giây phút độc thân hiếm có cũng chẳng phải rất tốt đó sao? Thế nên giữ khoảng cách thích hợp thì quan hệ vợ chồng sẽ ngày càng tốt đẹp. 6.
lấy nhu khắc cương. Đã là phụ nữ thì cần có cốt cách, độc lập, kiên cường, nhưng biểu hiện ra ngoài nhất định phải ôn nhu. Nhất là trước mặt chồng thì luôn phải là người phụ nữ nhỏ bé, yêu kiều, mềm mại. Có yêu cầu gì, suy nghĩ gì, nếu dùng phương thức ôn nhu mà không đạt được mục đích thì dùng phương thức hung dữ càng không dễ đạt được. Những lời nói khó nghe, thà để đó ở trong bụng còn hơn là nói ra. Hễ nói ra thì sẽ như mãnh thú lũ quét, hậu hoạn vô cùng. Có người đàn ông nói, chớ hung dữ với một người đàn ông. Khi bạn hung dữ với anh ta, thì anh ta sẽ nghĩ đến vẻ ôn nhu của người con gái khác. 7. Trước mặt bạn bè người thân của chồng, nhất định phải cho anh ấy cái thể diện. Nếu lúc nào cũng giữ được ôn nhu hiền thục, có chút khó khăn, vậy thì ở trong nhà nũng nịu một chút, nóng một chút thì cũng qua thôi. Nhưng nhất thiết không được chỉ trích, hạ thấp, nhục mạ chồng trước mặt mọi người. Người đàn ông có chút tài hoa và thành tựu thì đều là người có lòng tự trọng rất cao, mặt rất mỏng. Nếu bị vợ bóc mè trước mặt mọi người sẽ tổn thương lòng tự trọng của họ mà sinh oán hận. Sau này ăn sẽ gây chuyện với bạn. Hơn nữa, bạn không tôn trọng chồng mình thì người khác cũng sẽ không tôn kính anh ấy. Người ta không tôn kính chồng bạn thì cũng sẽ không tôn kính bạn. Khi cả nhà đều không được người khác tôn trọng thì mâu thuẫn gia đình sẽ liên tiếp xuất hiện. 8. Hãy luôn tạo ra những niềm vui bất ngờ nho nhỏ. Hãy luôn tạo ra những niềm vui bất ngờ nho nhỏ cho chồng. Ở trên bàn ăn, gối, phòng tắm. Tóm lại, những chỗ anh ấy có thể nhìn thấy, hãy đặt một vài mẩu giấy, viết vài lời ngọt ngào, khiến anh ấy ngạc nhiên. Hoặc ngày lễ Tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, cùng ra ngoài ăn bữa cơm, uống cà phê, hâm nóng cảm giác tình yêu ban đầu. Tặng chồng những món quà nhỏ mà anh ấy yêu thích, hoặc làm những điều nho nhỏ khiến cho anh ấy bất ngờ. Hai người chung sống với nhau, khó tránh mệt mỏi, nhàm chán. Bày vẽ một chút có thể khiến cho tình yêu tươi mới hơn. Xét cho cùng, hôn nhân hạnh phúc là điều mong mỏi của rất nhiều người. Tuy nhiên, giữ được hạnh phúc lại càng không đơn giản. Cần chú ý học một số kỹ năng, bí quyết nhỏ rồi khéo léo vận dụng. Bí quyết nhỏ nhưng hiệu quả lại rất lớn.